Hi, chào mừng tất cả các bạn quay lại với Channel One và mình là Nguyễn Nam Gamer các bạn. Đây, ở video trước thì mình cũng đã làm một vài video chia sẻ LED, thì hôm nay mình làm tiếp tập tiếp theo nữa. Hôm nay hình như là tập tiếp thứ ba đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bảng LED theo yêu cầu của một số bạn đã yêu cầu trên kênh Nguyễn Nam Gamer. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng chiếc cái xe lương Pháp, skin lương Pháp và mình sẽ mod LED lên để chia sẻ cho các bạn nha. Thì có rất là nhiều những cái LED mà các bạn yêu cầu làm, nhưng mà cũng vì cái thời gian có hạn và mình cũng làm trình tự theo những cái skin mà các bạn yêu cầu trên cái những bình luận đó, thì hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng. Và nếu mà cái bản LED của bạn chưa được làm thì các bạn thông cảm nha, sẽ có ở video tiếp theo mình sẽ làm, không sót một cái LED nào ở trên đó, chắc chắn là vậy luôn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mà chia sẻ LED cho anh em. Thì đầu tiên thì nhà xe lương Pháp này mình cũng đã có video rồi, đã có cái video rồi, đã có skin, đã có LED rồi, thì anh em nào chưa xem video đó anh em xem lại video đó nha. Xe nó là xe rất là xịn sò, rất là đẹp luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn đó. Mình sẽ làm một âm thanh neo nha các bạn. Rồi, bây giờ đến phần quan trọng, mình sẽ review cho các bạn từng những cái LED. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ như là 4-5 LED gì á, khá là nhiều nha. Thì anh em nhớ xem video đừng quên là để lại một like, một share và đăng ký kênh nếu anh em nào chưa đăng ký kênh. Và mình sẽ tiếp tục nhận làm LED để tặng cho các bạn. Thì mình nói thêm là đây là cái phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản 3.7.1 nha. Thì anh em nào mà chưa có cái, anh em bị mất cái phiên bản này rồi, hoặc là anh em không có cái OBB này, thì anh em nhắn comment nha, mình sẽ chia sẻ cái OBB cho anh em. Nói chung là đây là cái OBB mà mình lưu lại và anh em thích mod thì mod vào thôi. Nhưng mà hiện tại ở cái bản mới thì hiện tại mình chưa có thấy mod được nha. Không biết là các bạn nào đã chơi cái bản 4.0.3 mà mod OBB được thì anh em cứ comment giúp mình nha, để mình nghiên cứu thêm. Còn hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng cái phiên bản cũ đó, mình chia sẻ cho anh em LED nha. Còn phiên bản mới thì thôi từ từ. Đó, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính, đó là mình sẽ mở cái Zachiever lên. Thì vào một cái Android OBB Camaleo. Rồi, mở này lên xem nha. Headset. Mà mình đem đợi một xíu nha. Cái men này. OBB này. Mình mở lại nha. Rồi, anh em cứ bấm vô chú cộng thôi. Thì anh em nhớ là cái bát chạy nén mình có để ở dưới phần trong video, anh em nhớ xem giúp mình để lấy bát chạy nén, tại vì mình chia sẻ nó trình tự nó theo nhiều cái LED. Anh em nào muốn sử dụng LED nào thì xem để lấy cái bát chạy nén của LED đó nha, tránh trường hợp là tải về không xài, tải để phí đó. Ok, mình sẽ vào sorry, mình sẽ vào cái phần download anh em để. Và ở đây thì mình để cái phần LED 29 tháng 10. What the well. Từ từ. Có gì đó nhầm lẫn ở đây ta. Quen không phải quen. Rồi, giờ chúng ta sẽ post lại này, mình sẽ quay trở ra, mình sẽ vào lại cái file nha, tại cái file cũng chưa lock kịp. Đó. Ở đây rất là nhiều những LED thì mình sẽ chia sẻ trình tự nha. Đầu tiên là nhà xe anh Tuyên. Đó, anh Tuyên thì nó có cái LED mình để đây và cái post LED thì cứ vậy mình làm thôi. Và anh em xem này,
Anh Tuyên thì nói chung nhà xe anh Tuyên thì mình chưa, mà anh nhớ là mình chưa làm cái skin của xe anh Tuyên, nhưng mà má bạn yêu cầu led thì mình làm led thôi. Và một số bạn là yêu cầu làm cái led theo tên của mình. Trời ơi, phải nói là bạn nào mà comment mà làm theo tên của các bạn thì bạn nhớ là ở tên của em nha. Tại vì mình cứ đi tìm nhà xe đúng cái tên đó, giống như một vài cái nhà xe của bạn làm theo tên cá nhân, mình tìm của nhà xe này tìm hoài cũng thông tin ta đó, cho nên là nó như vậy đó. Rồi thì giờ chúng ta sẽ quay trở ra vào lại game thôi anh em ơi. Đó, mình vào lại game thì nó sẽ hỏi là bản nâng cấp lên này. Thì mình bấm là không thôi, mình không có nâng cấp lên anh em. Bữa mình nâng cấp lên rằng rồi nó không có cái gì đặc biệt cả, nó đang cho mình sử dụng OBB từ xa. Rồi anh em thấy sao? Anh Tuyên nè, đó là led xe giường nằm cao cấp anh Tuyên. Thì hy vọng là cái led này sẽ làm cho các bạn hài lòng, rất là đẹp luôn, màu mè. Ở đây là cái logo của xe anh Tuyên này, AT này, A và T T này đó, rất là đẹp luôn nha. Cái led này mà các bạn không hài lòng nữa thì mình cũng bỏ tay luôn đó. Mình làm rất là giống như cái xe giống nhà xe rồi, cho nên em đừng có ngần ngại mà cho mình một like, thả tay like lá kim nha anh em. Wow, ok, led anh Tuyên nó sẽ lên như thế này. Phải nói là ở đây mình chọn cái mục đề ba nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo một led nữa cũng là không kém phần hấp dẫn. Tiếp theo thì mình sẽ vẫn vào đó và mình đi đến cái led để review cho anh em hết mấy cái led. Led hòa nhã. Ở đây mình để từng thư một, cho nên là cái này mình để cái đúng tên file luôn, cho nên không cần phải đổi tên gì đó. Anh em mang về anh em cứ dán vào là quốc thôi, đó, nhanh gọn. Rồi quay ra thì để mình coi không phải phải quay ra đi, mình mở lại game nó mới download được, nó mới load được đó. Cứ mở lên là nó sẽ load lại, thì khi mở lên nó sẽ hỏi thì kệ nó, mình không quan tâm. Thì nói chung là cái bản nâng cấp nó đang còn chỉnh sửa nữa, cho nên mình không muốn gọi là không muốn can thiệp, không muốn nghiên cứu sâu để chờ nó có gì thay đổi anh em. Đây, xe giường nằm cao cấp hòa nhã, và đây là cái bến xe từ Đức Cơ đi bến xe miền Đông nha. Còn Đức Cơ đâu thì mình không biết, mình chưa có tìm hiểu. Anh em nào biết cái bến xe Đức Cơ ở đâu anh em comment với mình nha. Đó thì led nó có một cái khung rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, nói chung là xe bây giờ, xe những xe hiện đại bây giờ là nó đều có cái bảng led hết và nó chạy rất là đẹp. Ở đây là mình còn giới hạn là nó không có chạy này chạy kia, chứ còn mà chữ chạy nữa rất là ok, chữ mà chạy ngang qua, chạy ngang qua. Hy vọng thời gian tới sẽ nâng cấp lên được cái đó nha. Vừa rồi mình có vào cái xe Hyundai online mình phá xe, nhưng mà khó phá lắm bạn, nó có nhiều cái mình không phá được. Ok rồi đó, led hòa nhã, bạn nào yêu cầu led hòa nhã thì comment ý kiến của bạn về cái led này thế nào nha. Mình thì xe hòa nhã mình thấy, nhưng mình chưa làm skin qua nữa, cho nên là hôm nay thì cứ vẫn cứ làm. Các bạn biết không, mình làm mấy cái led này trong ngày hôm hình như là chiều tối hôm qua làm ít, sáng nay làm ít nữa, và trưa nay làm ít nữa. Bây giờ là mới có thời gian để mình làm cái video và review chia sẻ cho các bạn, cho nên là làm nó cũng mất thời gian đó các bạn, chứ không có gọi là rảnh rỗi. Cho nên là anh em cứ ủng hộ nhiệt tình mình nha, để mình thành like rồi nha. Video ít like mình cũng lười làm đó các bạn, cho nên là cứ like mạnh vào để cho cái kênh mình nó có tương tác và mình có cái động lực thì mình làm nhiều cái nữa đó. Thì anh em cứ comment mạnh nha, mình sẽ cố gắng mình làm, bận nhưng mà vẫn cố gắng làm nha. Rồi tiếp theo lại một cái led nữa,
Các bạn biết led nào rồi đúng không? Mình lưu trong này quá trời luôn. Next. Lâm Vân. Đây, Lâm Vân. Phải nói là cái nhà xe Lâm Vân này á, là mình cũng đã có quay nhiều cái video shop rồi. Mình có quay nhiều video shop và nó chạy ở bến xe miền Đông anh em. Lâm Vân thì bến xe miền Đông đi Bình Định hay gì á. Và xe Lâm Vân này là cái skin nó cũng rất là đẹp luôn, màu màu trắng rất là nó có những họa tiết đường tròn 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 cũng khá là đẹp. Đó. Thì bây giờ để mình coi, để các bạn coi led nó lên là như thế nào nha. Băng 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 băng. Ok. Cái logo Lâm Vân các bạn biết, ban đầu mình định làm lớn nhưng mà lớn thì nó lại chiếm cái chỗ này, và chỗ này nó đẹp, giường nằm limousine Lâm Vân. Cái chữ giường nằm này do mình làm cho nó thêm cái độ nó có cái độ ánh quang á, cho nên là khi mình lên nó lại không có rộng anh em ơi, lường giường nằm này. Còn chữ Lâm Vân thì đèn led thì màu xanh lá cây thì bình thường rồi đúng không? À, chỉnh sờ con cò luôn, rất là đẹp luôn. Thì hy vọng rằng bạn nào mà yêu cầu các bạn led Lâm Vân này thì cũng cho mình ý kiến nha, cứ bình luận dưới phần video này giúp mình nha, để mình có cái sự góp ý của bạn để mình làm tốt hơn. Ví dụ như là led này nó cần thêm cái gì, nó bớt cái gì đó. Ok, gara rất là đẹp luôn. Gara thì chưa có tiền nâng cấp luôn anh em. Rồi, nhà xe Lâm Vân nha. Bạn lát nữa tới cái nhà xe tiếp theo thì mình sẽ lái xe để mình trải nghiệm cho anh em. Lái xe Lâm Vân. Lâm Vân hôm nay giờ mình không chưa có trải nghiệm. Rồi, tiếp theo một cái led nữa. Ở video này thì mình chia sẻ một cái led nữa nha. Led Mỹ Duyên. Wow. Để còn mấy led nữa. Mỹ Duyên. Ok. Mỹ Duyên thì phải nói là lần này mình làm thì nó hơi màu mè xíu anh em. Led Mỹ Duyên thì nó có cái màu đỏ rất là đậm, màu đỏ rất là đậm luôn. Nó hơi đậm nha. Cho nên là khi mà lên đây thì mình nghĩ là chắc nó hơi bị ló thì các bạn cũng thông cảm nha. Mình làm cho nó khác. Ở lần trước mình cũng có làm led Mỹ Duyên rồi nhưng mà chắc là các bạn vừa mới xem kênh mình đây cho nên là chưa có biết, cho nên là các bạn có thể xem lại những video trước đó mình có chia sẻ một số led rất đẹp nha. Đây, led Mỹ Duyên là khỏi chơi luôn, các bạn nhìn thấy cái chữ nổi không? Mỹ Duyên cực kỳ đẹp luôn. Rồi, để mình ra ngoài mình cho anh em xem nó đẹp như thế nào nha. Nó ra ngoài rồi thì mình lên mình lái thế như thế nào. Thì anh em cứ để ý led thôi nha, đừng có để ý những cái skin nha. Skin thì hôm nay mình sử dụng nhà xe Lương Pháp rồi thì nó nói chung là đừng để ý skin, để ý cái led thôi. Đây. Nó sẽ như thế này, bật lên. Trời ơi, nó là cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đây. Còn gì bằng nữa? Bạn thấy không? Còn gì bằng nữa? Đây. Trời ơi, phải nói. Để mình cho tài xế nó ra ngồi đi. Các bạn xem này. Đây. Trời ơi. Đẹp cực kỳ luôn, mình xem này. Quay lại coi. Trời ơi.
Ok, thì nói chung là hôm nay mình chia sẻ video này, mình chia sẻ 4 cái led và hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng với led, đặc biệt là nhà xe Mỹ Duyên này. Cái led Mỹ Duyên này mà các bạn còn chơi nữa là mình thua luôn. Tại vì mình làm cái bảng cái chữ led Mỹ Duyên này nó nổi rất là đẹp luôn anh em thấy không? Thì hy vọng các bạn sẽ hài lòng và đừng quên là like video ủng hộ mình và đừng quên là nhấn thêm chuông đăng ký kênh rồi các kiểu và cứ tiếp tục bình luận nhà xe nào các bạn muốn làm led nha. Thì led bây giờ làm nó cái độ rõ, độ sắc nét nó cao rồi, cho nên các bạn cứ tiếp tục nha và giúp mình là tương tác kênh rất là nhiều để cho nó có thêm cái động lực mình làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Video tiếp theo sau mình sẽ chia sẻ tiếp mấy cái led theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, bye mọi người.